trên quán thuộc. Đây mua đồ, mua bia, mua đá. Này có anh Tường đi nè. Đó. Anh Tường là một cánh với mình, một xe với mình. Gạn đang chạy lên. Lộc với Nhật nó đang làm sao? Mua đồ ăn ăn cái gì? Nó gì? Cái gì cũ? Cười. Nói gì cũng hiểu nó cười luôn. Mời mọi người ăn nhãn nè. Nhãn ai mời vậy? Của cô này. Thấy cô món đồ dễ thương không? Ngọt đẹp. Mày cũng tay không? Đó. Có ấm chậm á. Đi đi nào. Bụng đá. Ơi. Ai rửa mày không rửa anh kì? Ai không rửa? Đường. Quay này chứ quay đẹp trai mới quay nha. Lên đường, lên đường, lên đường. Hello mọi người. Bãi quen thuộc, bãi quen thuộc. Vừa mới đi tới đây là thấy con người dưới đó rồi đó. Người lạ, ý én vẽ dưới đó rồi đó. Vậy đi đi từ từ xuống, ai đâu đi nhanh lắm à. À đây đi ra biển nha các bạn, chẳng là cái cổng thiên đường. Ý chỗ này nước lớn quá ta, nước lớn quá ta. Ủa sao có con nhóc kia đây vậy? Chắc nhóc ngựa ở đây quá. Hôm nay mình đổi đi, mình chơi với bãi đi. Cái gì? Còng hả? Đây còng hai bự không à? Trên hai bự không à? Trời 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 trời. Cố sơ kìa anh Tường. À, thấy không? Hàng còng bự không à? Tối mình sẽ đi bắt còng với anh Tường. Mình sẽ chơi đến tối. Cái bãi huyền thoại mình nó chơi nó xả rác quá à. Đúng không? Kìa. Đây nè. Bên kia đi. Một ốc không nè. Một mũ nè. Cái dĩ theo cái dĩ bự nè. Thôi, thôi không xài dĩ của người ta. Thấy không? Người ta chơi người ta không dọn nè. Chán thiệt chứ. Đúng là chỉ biết chơi mà không biết dọn. Nó đóng rác lúc mình chơi là toàn nó đốt rác nó không thấy không? Đốt sạch rác hết. Giờ anh em mới kêu qua bên kia chơi cho nó sạch. Mà lại bãi trước mình đi á, mình dọn bên đó đó. Bên đây ta chơi ta không dọn gì chứ. Dọn hoài cũng mệt đó các bạn. Có mấy cái video mình có quay cái cảnh dọn rác á. Mệt lắm. Còn tối không thấy đường nó dọn như cho người ta nữa. Dọn cho mình mà vừa dọn cho người ta nữa. Quải lắm. Đây. Cục đá rất đẹp. Đá rất đẹp. Thank you.
chứ còn nhiều hơn chạy. Vậy nè. Thấy nha. Cái nóc mình nè. Này chạy ra hả? Này câu quá. Đây mình câu mấy cái bông bông bự nha các bạn. Được chưa? Được chưa? Thấy cái tài anh sao lọc? Được rồi nè. Nạt nè. Em này dễ lắm, thả xuống em này bè nằm không à? Nằm da nó nằm vậy không đó? Nó xuống nước lại nằm vậy không à? Đó. Cậu mang chả đất lắm. Kiếm cái thùng rửa sạch sạch đẹp đẹp cái đi. Đó không chạy. Tụi mấy anh đừng bắn dính mấy con cá mú bông. À, em không cá mú bông đó. Ui, quen tỉnh hơn. Nó câu rồi đó. Bắn đó. Nay con cá mà bị chấm thân là bắn thôi. Đâu cái câu đó, không bắn được có hai con rồi. Rồi đang có mú bông nhiều hơn. Bắn mú bông vậy, được thấy mú bông đã lắm. Dịch sướng tay. Mày phải ăn lâu lắm rồi. Con cá này nữa nha. Muốn ăn, muốn ăn, muốn ghẹn đó. Không bắn được con nữa, không con nào. Cá là mình cho nó nắm với cá hết nha. Con đó đó. Cá gì mình cho nó vô cá luôn đi. Nè. Ủa sao cá đắt cái gì ta? Ừ. Sao nó cụm lên chỗ không vậy trời? Cá là nó bỏ bó lắm rồi. À, cái này nó mạnh. Cái này là cá nóc nha các bạn. Mà làm rồi đấy nha. Cá nóc gai nha. Đây là cái cuối cùng á, người con nào cuối cùng á. Ủa, ốc cái nàng nhỏ nhỏ bắt luôn hả? Đấy, trong nó mặt đạp bắt luôn hả? Cắt được, cắt được. Mè, đó. Ốc. Ốc, chum. Cá, mú, cá nóc. Nóc bánh chua. Được cái gao đấy. Ghẹn vào bếp nè. Ghẹn nó hay lắm à. Giỏi lắm, gì nó không biết hết trơn á. Con cái con nó biết bơi thôi. Ờ, rửa nữa đây. Rồi đó, trong rồi đó. Dữ vậy ta. Chụp lên trên bờ đi, ơi. Phải gom lại. Đã đập như ba mấy cái giống kìa. Cắt nè. Ở đâu? À, sẽ nấu canh chua. Rồi, để anh nấu kìa. Thôi, để anh nấu cho. Nấu đi sao nói vậy đi, không nấu. Nước mắm, muối, đường. Đừng có bỏ bột ngọt vô, bỏ bột ngọt nó không ngon đâu. À, cái này nóng này, không bỏ ngọt. Ghen nó thử nghề đó kìa. Thôi, cho Tường nấu đây, Tường nấu cho anh Tường. Biết nấu mới sợ á. Chua là giải nóng thằng cài. Rồi, đây, nó sợ. Mày đổ nó sợ. Cái gãy lắm nè. Thằng lóc, thằng lóc, thằng chồng nó buồn. Thôi, nó nấu cái vô đây không? Thằng lóc mạng. Thằng lóc. Đang làm cá nấu canh chua. Đang chờ nước sôi. Để anh Gẹn làm cá luôn. Làm có mú bự nấu canh chua. Canh chua tại bãi. Rồi gánh đi lọc. Nó kèo kìa. Trời ơi. Sao làm gì em nói chân chạy. Này cái mú này anh Tường bắn nè, thấy không? Một mũi là một nhát. Tôi bắn, bắn hai cái mú bông. Mình câu nè. Bắn hai con. Có mà ghen cái này mình ăn ở trong rồi, chảo cái ra chi. Tách nó ra mà. Trời ơi, thật tươi bây giờ làm gì em. Để một chút á. Ủa sao mấy con cá này sao nó phải chụm lên một chỗ vậy ta? Sự ấm cho nhau. Này là câu hết, câu. Không câu gì vừa đủ ăn này, để dư giống hôm qua dư. Tối còn bắt hết với bắt thấy nữa. Tôi biết này là bị gì không? Hả? Tôi biết bị mấy đống đó là bị gì không? Nè, nhum nó đông các bạn. Tại nãy bỏ thùng nhum vô mình làm biến mình lóc rồi. Cái gì vậy? Cái gì? Cái nóc đó, cái nóc gai mình đó. Đặt con này nữa ha. Bắt hả? Ừ, đặt, đâm, bắn. Chết rồi. Còn muốn một con ăn được rồi, còn nhiêu nướng đi. Ha.
cá bự với con con ăn nhiều quá ngán ha. Ừ. Thôi. Cái cục me rồi Nhật, lấy cục me. Nó lấy ra vậy. Cục me đâu rồi? Trong đó gì đó. Cục me lấy cục me, thả cục me lên kìa. Bỏ cục me trong đây nè cho nó sôi hồi, cho nó mềm thôi. Cái đầu mình vớt ra. Vớt ra xong rồi dầm, lấy cái đũa dầm xong rồi chắc nước vô, xong rồi đổ thêm nước nữa, chắc nước vô lại nữa cho nó chua. Rồi đổ nước mắm, bỏ miếng muối vô, bỏ miếng đường vô. Có vụ mà canh chua mà đổ nước mắm vô nữa hả? Trời ơi không biết hả. Xong, nhiệm vụ mình đã xong. Biết xong gì không mọi người? Nấu canh chua đã xong. À không biết không. Mình nêm nếm đã xong. Không nếm bây giờ. Ủa cái lon hôm qua mình đâu ta? Cái lon mũ hôm qua mình đâu rồi Lộc? Cái con mũ hôm qua mình đâu rồi? Đây. Cá làm cá chết là cắn con chua không đó. Đây. Lấy cái ngón cái game của mày lên nè. Cái ngón này nè. Để cái đá. Thơm lắm. Nó con chua đàng hoàng nè. Dầm mẹ đây. Trời ơi Thương ơi, ớt nhiều vậy được rồi. Đó rồi, ăn nó mới xé mép. Xé mép. Rồi bỏ cái nóc vô trước đi. Cái nóc nó dài ngon hơn, ngon nhất. Cái nóc bỏ vô nó mắc chắc ngọt. Trời ơi, ngọt nước á. Ngọt, chạy cái nóc cũng ngọt á. Lên ra. Đẹp đẹp theo nè. Để tối, để tối. Sao? Sợ đi cái gì, đi cái gì, đi cái tạng á. Các bạn. Đưa bỏ cá nó vô luôn rồi. Nhớ, cắp nước. Thằng Ghen. Thằng Ghen làm nhâm trước nè. Sao đâu? Đang đổ nó nè. Đó, đổ vô đó đó. Bỏ sao đâu? Mấy miếng con vừa bỏ cho. Mang nướng ốc ở đây. Hai lò lửa. Lò lửa này vừa đốt gác vừa nướng luôn. Mở nhâm đây thịt ăn đã. Chỗ con khúc củi nó đá ơi. Chỗ bên kia rồi. Chỗ bên. Cái lò lo gấp. Cái lò lo gấp. Con kêu chết đi. Chảo nó lên dĩa rồi. Mấy cây á. Ốc cờ bự bự không. Ốc chinh nữ. Ốc vua nàng có chỗ kêu ốc nón nè các bạn. Phải là có nhiều người không biết nó phải ốc vua nàng. Cũng có nhiều chỗ kêu là ốc nón. Mà ở đây mình kêu là ốc vua nàng. Đây. Bắt vừa đủ ăn thôi. Thằng Ghen nó bắt ngốc người hồn chi vậy Ghen. Đâu? Nè. Chập, anh quay ăn chọi đầu với Nhật ra, chọi đầu Nhật. Bắt gì ốc người hồn ăn ngon vậy? Ha, nhật cái ốc nó ngon ha. Ốc người hồn á. Đâu ra? Đó là thằng lên đây chứ không? Ông thường chỉ á, chọi đầu ông á. Đồ nè. Bây giờ nướng cá ngon nè. Tuyệt vời. Cái này thiếu biết thiếu gì không? Thiếu mực. Anh Tường bắn dở quá. Có không? Bắn hụt hả? Trời ơi. Cái gì? Anh Tường mềm. Hết phép rồi. Thấy là chết rồi. Bắn hụt cái nóc. Bắn hụt cái nóc. Bắn hụt cái nóc. Tao định câu nữa mà thôi, thấy vậy thôi. Ăn được chủ ăn thôi. Vô. Thủ làm gì? Đừng mất. Mà sao chẳng hạn như có chén gì. Trời ơi, mình chơi chén thì bỏ gì đây, cho nó đi, cắt nó đi. Dễ chấm hơn nữa. Cái này dễ chấm hơn á. Có chén rồi. Bỏ đi. Mời mọi người ăn canh chua nha. Ngon quá. Ngon lắm. Nước mắm đầy. Đốc nha chồng. Bánh đẹp. Lần cái 3.000. Nó đủ 3 cái 5.000. 10.000 7 cái. Trời ơi, đứng cả làng đi. Không, vàng nó giống mình nè. Thích ăn đồ nướng. Mình cũng thích ăn đồ nướng. Cũng cá ăn đi. Từ từ đi. Lặt xuôi lại cái ăn tự. Ít chanh thôi nha. Thôi cho 1 miếng bên đây riêng đi. Giấu tô luôn. Giấu tô. Nè, đây đây đây. Không. Ghen nó ăn chanh, mình thì thích ăn chanh nhiều. Nè, chén lọc mà. Ăn chanh vô. Đây là mình ăn thích ăn là muối ớt chanh thôi. Ăn gì cũng muối ớt chanh chứ, ngon. Cái chua muối ớt chanh thì nói gì nữa, nhảy chỉ nhỉ luôn. Mày, nước này nè, đổ nước canh chua vô mới ngon. À, đúng rồi. Vô, vậy tự thôi lọc. Đổ đây miếng nè. Đổ chanh đây miếng. Mày chấm. Rồi đổ nước canh chua vô phải không? Ừ, rồi, cảm ơn nha. Cái đậu chanh. Đổ miếng nước canh chua vô. Đổ rau. Vô mới ớt chanh. Đúng bài luôn. Nó khô queo à.
Vừa chưa? Vừa chưa? Phụ trước ha. Ừ. Ấy. Im quá. Im quá, im. Mình thử miếng trước nha. Mình nấu luôn. Mình sang thử trước luôn. Cái này để ngồi để mì nè. Mình muốn nắp luôn. Quá im, quá im, quá im, quá im. Muốn ăn vô đội nữa ha. Nắp cái á. Đã chiều gửi ra luôn nó giống. Đừng gửi nó giống. Bụng cái để là đuôi vô chơi vui một nồi cái. Càng ngày càng tiến bộ. Canh chua phải không? Bữa ăn khô quẹt rồi phải không? Mình ăn canh chua. Ê. Nghe mọi mẹ rồi đi. Mời mọi người. Rồi. Làm đi. Không mà mình ăn gì nè, nó mình còn ăn được chứ nó toàn diện phải không? Còn mình nướng cái nó khô. Cái này nó cũng nè. Đúng là cái muốn nấu canh chua ngon lắm thiệt chứ. Tao khi úp cái mặt nó béo quá không ơi. Ngon lắm. Mấy cái kỳ nút mới ngon. Cái mặt cũng chín hết rồi. Chín rồi đó. Ừ. Tuyệt vời mặt trời. Ngon 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 quá. Đó, chạy em đi. Nướng ngon. Mà hơi cay nha. Rồi, có rồi. Có rồi. Nó nướng cho. Ê, chạy nó lấy mấy con cá mà, bỏ bụng nó nướng á. Có đâu. Đi chơi mà. À, với Nhật để ra lắm. Thấy không? Tao sầm chi trời mưa gắn chịu. Mưa thiệt á. Dòng này mưa thiệt. Mưa thì tắm mưa. Nó đói luôn như lắm mưa. Mưa cái đói luôn. Nói gì nó gì. Nó nói chút xíu hết mưa rồi. Gió. Không có gì che luôn. Đây mình không có gì che thiệt luôn. Đang chơi vui. Trời mưa. Mấy anh em đang bày đường kiếm đường che mưa cho lò lửa. Căng đi. Đồ là chụp lại tránh mưa nè. Chỗ đồ của anh đây. Dân chơi không sợ mưa ghê nè. Cái này thì đẩy cái đó đang mưa mà chơi vẫn vui. Miếng này gần khô rồi, nhặt nướng cho nó khô đi nha. Đây đây đó. Rồi đó. Đó rồi đây. Anh Tì mình ăn này đó. Để bự nè. Đó. Ăn không? Trời. Tuyệt vời. Nhum này là tuyệt vời. Thấy không? Con nhum ở 5 miếng nè thấy không? Anh dục lên nướng đi. Một miếng nè. Trời ơi nè.
Nói thiệt các bạn nha, nhum mà nướng quá khô quá, ăn nó khô gan rồi nó không có thơm. Đang lấy cho nó ăn ngon thôi. Ăn nhum vậy nè, vừa vừa nè. Nhum mùa tặng mới ngon. Chắc 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 rồi nè. Đó là gan nè. Không phải là mình sợ sống, tức là mình đem ra để giờ ngon rồi đó. Một cái em ăn miếng nè. Để cho nó lại thôi. Ngâm nóng rồi mình thử cái nha. Đang ăn cái gì mà nóng nó mới ngon. Thơm lắm nè, mọi người thử coi thơm không. Thơm lắm. Ui, thơm lắm. Rồi, mời mọi người nha. Còn cái đầu cá. Có ai thấy cái gì? Đó. Nóng không? Nóng mấy nè. Thôi đi, bây giờ ăn vậy không công bằng. Ăn bay phân nửa đi. Ừ, tao với anh Tùng phân nửa đúng. Đấy, rồi không đó. Không phải, nói chung anh ăn hai con mắt thì coi sao đúng không? Đầu cá nóc nha, cá nóc nó dai, thịt gà, ai cũng dành ăn hết chưa? Đó đó, lửa. Để em cắt bỏ mỡ đi. Bự nhỏ gì đó. Nhưng mà, nó mới nghe câu nhưng mà ai cũng sợ chết. Cái cục đó ăn ngon lắm đó. Thì bỏ đẹp của anh Tùng đây, chứ anh thả đi. Ý là nói cục đó nó bự đó. Đúng rồi. Ăn cục nhỏ đi. Cục nhỏ đi. Cục nhỏ chứ không? Rồi Tùng ăn gì đó, lấy ăn đi. Còn nhiêu đó em? Mình ăn. Mình đi cái gì mình giúp em nó được á. Hành đẩy, nướng đẩy. Nướng đẩy sao? Uống hết nè. Mình đóng cái lại đi. Hai cái này chút mình về, mình đi mà về là mình thử nè. Cái má đâu, cái má đâu. Má nằm trên mắt mà. Đồ giá, cái má này nè. Cháy quần rồi kìa. Cá nóc này ngon lắm. Ngon lắm. Trắng pháo mà nó dai thịt gà á. Nếu các bạn chưa ăn, các bạn chưa biết thiệt luôn á. Mình ăn người ta nói là chấm đi đi. Rồi. Cua lý cua mơ nó cả các bạn mọi người nha. Nhưng mọi người thì hay hơn các bạn nhiều khi mấy người lớn tuổi mà anh mấy chị mấy cô bác cũng coi video của mình ha. Kêu mọi người đi hay hơn. Rồi, nói chung cảm ơn mọi người ha, mọi người đã ủng hộ kênh nhà mình nha. Nếu mọi người thấy kênh của mình hay á thì like, đăng ký ủng hộ kênh mình phát triển hơn ha. Rồi, mai tối anh em đi chơi về nè. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh nha. Chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành.